Lại em này nhá. Rồi, đang ráp con dừa 4 mát mới tinh của cụ ông 71 tuổi, nghệ nhân. 3 giờ trưa. Nói chung là chưa hoàn tất nhưng mà thử thôi. Đang thử. Đang thử nghiệm nhá. Áo này mới may. 3,8 cụ nối thêm này. Cái này 3,8 này. Đó, 3,8 này. Cụ nối thêm cái này, cụ may thêm. May thêm mỗi bên 20 phân thành 4 mét nhá. Đấy. Đang cột dây sáo. Bay lèo đầu tiên luôn đấy nha. Chưa bay đâu. Trời gió đấy. Trời gió. Chờ làm xong. Làm xong là bay. Khả năng là bay ngon đấy. Đây, nó đang còn hở này. Hở đoạn này này, 5 phân. Cái đoạn này trên này 5 phân nữa này. Tối bắt đầu mới may cái tiếp vải kéo lên mới căng. Tối khi mới vải may vào, cột cái dây cột neo lại. Đây, cụ ông đang ráp hơi nắng nha, hơi nắng ấy. 4 mét, hình thoi. Hình làm vậy hình nó thoi nha. Con này bụng của ông ngày xưa nó nhỏ. Đúng rồi. Giờ nhìn nó dài 4 mét, nhìn nó thoi phết, dài phết đấy. Chắc này 4 mét đủ luôn đi. Nhưng mà cái hình này là cái hình thoát gió đấy. Vâng, hình ngày xưa. Thoát gió chiến rông. Lá tre, hình lá tre ngày xưa. Nhiều lá tre. Đang làm nhiều nhá. Nắng á. 3 giờ rưỡi nắng đó. Trời này muốn mưa sao đau đầu đó. Muốn mưa lắm mà mưa không nổi. Mưa trận cho nó mát rồi. Mưa nó cũng báo thời tiết này các chỗ là dơm dớm mưa rồi, khác nơi mưa rồi. Cỏ hơi mọc xanh xanh rồi. Đây là nghệ nhân nha các bạn nhé, nghệ nhân 71 tuổi, làm được mười mấy con diều rồi, tổng cộng được mười mấy con diều rồi. Cái bạt mình nó hơi tụt rồi. Xiết. Nhắn tin là công mà chưa thể trả lời. À, nếu mà sợ nó ấy thì thêm thì nó ấy. Thông thường là cái vai này vai độ là nó độ. Đây có cả cái nhang mà. Có đem nhang rồi hả? Đem cả nhang rồi. Để đốt. Ô ô lốc lốc. Ôi trời ơi. Đầu muốn có mưa nữa, muốn có lốc rồi đấy. Đồ tít đằng kia rồi. Còn lâu mới xong. Làm một con diều phê lắm. Khó mà lâu ấy. Lâu lắm, cột từng ni từng tí một. Hơn chục phút rồi. Nghệ nhân làm diều 71 tuổi. Làm tổng cộng được mười mấy con diều rồi. Tất tần tật. Cụ này cụ rất đam mê. Môn diều sáo là môn tinh thần. Leo lúc này chưa? À, leo cụ không hả? Yeah.
Nó đang việc chỉ chờ gió thôi. Để chéo thì quá leo. Đấy, kia có thằng Hùng ra rồi. Hùng là này, Hùng S. Đây một nghệ nhân nữa ra đây, nghệ nhân Hùng. Thả đi. Từ từ. Hùng xanh cá bò. Hùng S. Hôm nay không mang cái bộ chung người nữa. Có này. À không, người nó phải đem con nó ra thì mới đem. Đó rồi đó. Tôi áo ở đâu trùng dưới vậy? Áo không mua cho á. Ai? Có một ông. 4m2 à? 4m. Biết là đo hiện nay là 4m cho cổng sao nhỏ thế? Thử đang thử nghiệm mà. Nói với Hùng như này này. Có cái chú có đối lắc với mày nha. Hôm đó là chú biết là có khả năng mày hơi chắc. Cái hôm mà nói về cái bộ áo chiều của thằng Hùng kia. Đó nó có giận đâu. Ờ không, nếu mà có giận giờ hôm nay là chú giải thích cho này. Nó có liên quan thì nó mới giận. Không. ông gửi con 200 đô chú nè. Không. Bởi vì thằng Hùng này nó nói này này, Hùng này này. Nó bảo 8, 9. Hùng 38 thì áo phải 36. Đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Đừng cứ bảo là cùng. Thì hôm đó cái thằng Hùng kia này nó đã nói là như vậy là của chú là 950. Chưa có tiền ship. Được rồi. Cứ tính như thế. Tiếp tục. 38 à? Em 37 thôi. 38 38 chưa có 6, này 3m rưỡi thả ra có 6 rồi. Hai con. Gió nó được, gió nó cơn. Gió 4 giờ. Gió ngồi bình thường nữa. 4 giờ gió hôm nay 18 hả? Leo xong chưa? Chưa gần khó leo. Xong, chuẩn bị chờ cất cánh. Có giáo sư công ra đây hay quá. Làm gì? Duyệt một tí. Rồi đó. Bay đi, lại gì nữa không? Cùng đắp xong đi đó. Gần muốn lắp cái tiếng hồn. Thằng này lắp nó là thằng Hùng kia là sư phụ của nó truyền qua cho thằng Hùng này là thằng kia một tiếng thì thằng này bữa nay nhanh hơn sư phụ tí xíu là 45 phút. Thằng cái sư phụ của này mà không, nhưng mà thằng này lắp có vẻ là cẩn thận hơn thằng kia. Cẩn thận nhưng mà vẫn hay bị lộ. Thằng kia càng cẩn thận bao nhiêu mà quản lộn 10 hôm lộn nó lộ. Thằng này cẩn thận nhưng mà xong là nó làm chắc được, làm đâu được đó. Đã bữa hôm thằng Hùng S này làm gãy cái cán diều của nó giận rồi, nó giận luôn rồi, nó không ra chơi đâu. Có đâu, ổng có những cái chuyện. Ôi giời, hôm đó nó giận em rồi. Nó nói đúng rồi, trực chiến. Trực chiến là 3 giờ là phải ra đây trực chiến rồi còn đòi nữa. Đúng rồi, công tác. Thôi 200 này cho xung quỹ vào quỹ vào cái diện là nhậu rửa rẹo. Không có để đấy, bữa nào rồi ấy thì ấy. Đừng đưa sớm làm gì. Thế 6 rồi không thì mình cũng phải báo với cái công tác hậu cần. Ông có báo thôi. Phải báo là cái ý là như thế chứ không phải cái lúc ăn lặng thì người ta không biết. Đúng rồi. Cái gì thấy là mình cái gì mình ấy mình phải nói báo chứ, phải báo chứ. Ý mà báo mà tới thứ 6 rồi cũng báo đưa rồi báo luôn mà.
đông anh em thì ấy luôn. Hôm nay là nói chung là vừa diều này vừa dây có. Tại vì thứ sáu này là gió lớn lắm này, gió đẹp lắm này. Mai hả? Ừ, mai thứ sáu à? Ừ. Mai sáu rồi. Mai gió đẹp lắm. Thế à? Mai thứ sáu thứ bảy chủ nhật là đẹp lắm. Tối nay về hoàn tất con diều này không? Nghe bảo chủ nhật tụi nó đang ở dưới mấy diều khí động học của nó xuống không ngay bãi biển Lộc này. Bạn nhà ông ấy, con nhà ông ấy. Thằng Long An á, là hôm qua kia là nó cũng gửi một cái bộ sáo nó test lên, nó bảo là con mới khánh thành bộ sáo. Xong rồi nó dự ra nó quay lia lịa trong nhà lắm lắm, sáo nhiều, khí động học nhiều, dây nhiều. Thằng nó mê nhiều mà từ Long An lên đây biết thằng nó cho chúng cái móc móc ấy. Mình có xin đâu, tự nhiên là nó ấy đi. Cái bữa đấy nó ra đấy, con bảo ông ấy, con nhiều khi con đi quay phim các kiểu nó không có ấy, rồi sao mà ấy, nó ra đây cứ chơi thôi chứ giờ sao. Giờ nhắn ở trên ấy thì bây giờ, nhắn ở trên ấy thì bây giờ nó ra nó mà chơi cho anh em nó gì. Có một hôm nó chơi ở quảng trường ở Long An, cũng đẹp, dưới đây cũng đông đẹp. Đông. Thằng đó cũng ham mê đấy, mà nó làm được cả sáo nó cũng giỏi đấy. Lại tiếp tục bên kia lại lốc tiếp. Nó kiểu như thằng cũng chơi lâu là tự động nó làm được hết ông ơi. Thằng nào thế, giống ông Dư, ông Dung nhiều giờ ông chơi lâu quá rồi giờ. Mai mốt ông chơi và ông sống được 20 năm rồi ông thành nghệ nhân nên làm sáo giờ ông. Không, đây không thích làm mê thống gì, thống không có tên tuổi gì đâu. Cái diều đâu có. Ông thống đâu có tên tuổi gì đâu. Đúng à. Không biết ông sáo chuông hay đó mày đùa. Giờ chơi chuông tôi tắt tại Nguyễn Mãi. Không cái gì mình phải công nhận là cái nào công nhận. Thực ra ông không ấy mà cái chuông của nó lấy hay. Chuông của thống hay, tức là nó hình thức của nó không được đẹp thôi, hiểu chưa? Đây thì biết là ông chưa phải có tên tuổi. Thế nhưng mà cái tay này á là mình cứ thấy cái tính nó tỉ mỉ và có phải là nhã nhặn, nói chung là nó cũng hiện này đấy. Cái chuông của nó làm lấy hay, chuông của nó lấy hay lắm. Phải công nhận. Nghe âm mình cái thằng trẻ hôm trước nó ra đây này nó có tuy như thế thôi, nhưng mà nếu mà nó dăm 10 năm nữa là thằng đó cũng giỏi đấy. Thằng trẻ cái chuông nó sáo mà nó chưa hay thì làm sao mà hoàn thiện ngay được, còn mấy thằng kia làm cả bao nhiêu bộ thì nó bây giờ nó phải ấy được. Giống An đó, ông An chơi lâu giờ ông tự ông móc sáo các kiểu, ông thấy không, lấy âm sáo người ta chơi biết người ta quen không. Ui, lại nói đi ông An. Cái bộ đây này, cái bộ áo của ông An thế này làm sao mà ông bay nổi đây này, chú cắt ra này, à đấy, méo hả ông? Đấy nó méo này này, đấy, của cái bộ áo kìa đấy, hai bên là như nhau mà méo này, đấy. À, méo xếp tất cả này, rách này, thì làm sao mà diều có cân được? Tại vì ông may từ ngày xưa nhỉ, mà ông may bộ áo trông, tức là mình làm là tuy là nó không phải là có bài bản gì cả, nhưng mà ở nhà có cái gạch men là 60. Mình đặt đúng một cái chỉ dọc ở này, xong là cái chặt ngang qua này là cũng là cái cánh này là cánh ra, sau đó là cái áo, xong là cứ thế là lấy kéo là cắt là tỉa. Cái gạch men là thẳng nhất, thẳng bật luôn từ đầu đến đuôi, đây là nó déo này, thế xong là mới chắc đo thước là không bằng gạch men. Gạch thước không có thua, phải do gạch men này xong mới đặt vào, mới lấy được hai cái miếng vuông này mới đặt vào. Vâng. Đây này, cái chỗ bùng bùng kia tối về phải có một cái đường chỉ may ép cái kia ấy xuống, nó căng lên là mới được. Đây giá có kim mang đi là mình đính nó lên vào áp cần... sát. À, áp sát cái kim này lưng lên đấy. Thôi chỉ may ông may ấy còn được, tại vì có cái nhôi để nó kéo cắn là chính mà. Tối về không cần cắt khung mà không cần đoạn khung. May một cái đường kép ở đây thì cái nó ngắn lại. Này cùng lắm cho cánh cong nha, thêm tí nữa sáo miệng đông siêu vip. Hùng mua sáo nghe kém chọn nhiều quá vào cái hình thức đẹp, sáo là phải âm thanh sau đó rồi mới đi đến cái mức hình thức đẹp, chứ còn đừng có phải chọn các cái gỗ lọ gỗ kia âm được đạt đã sau đó mới tiến đến cái mức đẹp. Sáo của nó toàn mua của nghệ nhân không mà. Đúng rồi, âm sáo của Hùng thì trông thì đẹp rồi. Nó mới chơi mà nó quá vip rồi. Trời ơi, những bây giờ mình nói mình những thằng nó có tiếng, có thương hiệu rồi thì nó cũng ví dụ như là mấy cái thằng cầu thủ bóng đá này này.
nó đã có thương hiệu rồi phát là cái giá nó phải đắt. Còn nó cũng sàn sàn mà, có thằng nó đá chưa có tên có tuổi nhưng có khi nó đá cũng giỏi tương đương, nhưng có cái là không có tiếng. Giống cái bộ khoảng kinh hay phết đấy chứ đùa đâu. Kinh không là được. Nếu mà nó có mấy cái đường cờ vào nữa là nó được ngon. Đang nay đi làm à? Chắc vậy. Kệ nó thì thứ 6, thứ 7. Cứ hồi hỏi cái thằng ở nhà xem là nó chưa mới được thợ đâu, bảo nó làm cái nó kiếm là 2-3 triệu. Mình những cái thằng ở nhà cũng kinh. Dương qua có ông Trinh ra đúng không? Ờ. Qua em Dương qua em có ra không? Không, làm kia mới ra. Ờ, thứ 3 mới ra. Thằng Trinh như cái lối ảo ảo quá. Thấy cái thêm ra. Nhưng mà kệ biết cái tính như thế. Biết rồi. Có hôm ông nói như cãi nhau vậy mà không. Thì đã ý là người khác nói rồi, nó cứ ảo ảo nó nói. Cứ ào ào, cứ coi không cần biết người có ai ngay không. Cứ ào 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 kệ. Cho nên cái tính của ổng cho nên có ai để ý đâu mà người ta... Có người cũng biết đấy, có người cứ bảo có thằng nó bảo là ông tàu lao bây giờ đọc kia, nhưng mà cái tính như thế nó không... Chỉ có thằng Long nó bảo tàu lao thì nó nghe nó bảo tàu lao thôi, chứ còn ai người ta biết rồi thì mới đầu người ta không ấy thôi. Chứ bữa ấy nó với ông Long tí đánh nhau chứ ông tưởng à. Rồi xong. Mẹ kéo hoài kéo. Có cái này khác không? Thay vô. Tiếp. Hả? Có cái này khác không? Thay vô. Khác thì không có, nhưng mà xem là không biết ống nào mà. Hết không? Nẹp vô. Hai thợ thầy đang nạp nẹp đuôi lại. Cái này đuôi này cho phải làm ảo này đâu không? Không. Không biết phải không? Không phải này. Đánh nó quay không? Quay đâm đi em. Các ông nghĩa ra rồi, chờ ông nghĩa. À, anh chờ anh về chờ cái gì? Con này 4 mét à? Đúng đấy, chính xác. Mẹ to à? Lên! Thì còn nhiều chui thì mất nhiều. Qua tôi nhận cho nói với em ấy, cụ dự là tại vì bữa nay 5 giờ sáng tôi phải đi sớm mà ơi. Dây to chứ mà cái tép của nó đúng, cái dây này có vẻ ngon hơn dây của thằng trưởng. Nè anh nhìn nè, đây nè, con diều lên không nổi là không có gió. Rồi. À anh xem nó rớt kìa. Nó đang xuống ngon hơn cậu. Cái thế này nó cứng cứng hơn, thấy nó dập dắt, chắc chắc. Dây ngon. Thế nó chắc chắc, dây của thằng kia có vẻ nó... Trung Quốc là Trung Quốc. Em chui nữa đúng không? Không phải, cầm cái dây. Ôi trời ơi, cụ ngắn cái đứt dây rồi. Sao lại hai đầu này? Ừ, hai đầu. Rồi cuối cha. Cái đầu này là đầu đấy nè. Đầu ra, đầu kia, đầu cuối. Mấy trăm mét. Anh đọc chứ nhiêu mét anh về. Hình như là 300 mét. 1200 bao tương đương lực kéo là 600 kg. Đấy. Còn ở dưới đây là 1500, có nghĩa là sao? Là 1000, là 1,5 kg. Quan trọng là bao nhiêu mét? Cuộn này là 1,5 kg. Còn ở dưới? Cái này ở dưới này á, 16 á, là 16 sợi bệnh. À 16 sợi bệnh, bệnh thành 1. Bao nhiêu mét? Ông chiều thằng kia 325. Xuống không? Xuống rồi thôi. Ông làm đi rồi. Tương đương với lực kéo là 600 kg. Con chiều của ông nó ôm gió mà. Còn thực tế nó kéo bao nhiêu thì mình không biết. Tức là tối thiểu nó kéo 600 kg á. Đúng rồi. 600 kg nó kéo hai anh em mình chạy luôn. Không, cái dây này có vẻ nó chắc chắc cái dây. Bạn không thể đem cái vấn đề của bạn vào bên tôi. Mà tôi là chuyên gia huấn luyện. Cái dây của anh trưởng á là cũng mua từ cái chỗ bán hàng. Mà cái chỗ bán hàng á là nó cũng mua từ cái xưởng đó nó bán ra. Vậy thì chỗ nào ngon hơn chỗ nào? Cùng một bố một mẹ ra mà. Rồi cái mấy cái sợi thủy tinh này lấy từ đâu ra? Từ trong đó ra không? Cũng tùng đúng trong rồi, Trung rồi. Quốc ra không? Là ở đâu? Hôm qua kia nó khen cái dây của cụ mới á, tại vì hôm qua cậu chủ là anh thả hết dây. Vì trong anh mới mà. 4 mét ghê ta. Cái dây này á nó có loại mắc hơn nữa. Ủa anh cái này là ông anh tặng á. Biết loại màu gì không? Nó là màu đen. À, ông anh tặng cái đúng không? Cái sợi của nó màu đen. Ví dụ như cái cụn này á giá của nó là 1 triệu đi. Thì cái cụn kia cũng là cái số mét này, cũng là số ký này thì nó bán cỡ 1,5 triệu. Anh nói em nghe, anh nói em nghe, đầu tiên mua dùm là phải cảm ơn, còn xài như nào tự trị. Nó trắng đúng nó đâu, đâu tôi đồng ý trắng phếu à, bạn thấy không, nó cháy xong bây giờ nó lên mảng xanh vậy, tức là ở dưới nó vẫn thấm đúng nước rồi, đúng rồi
Có nghĩa là nước nó thấm, nó vẫn có mảng xanh nó lên. Ở dưới vẫn có nước nó mới xanh. Ủa, như vậy chứ. Xanh nhau. Mình ngồi đây gió thổi vẫn có hơi nước đúng, đúng rồi. Tiếp tục. Đấy. Lên một phát là vi vu lên. Lại em này nha. Anh này mai rồi á.